Thưa bà con và các bạn, Lâm Đồng không thiếu những trang trại nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp thông minh cùng với nhiều thiết bị công nghệ hiện đại. Tuy nhiên cũng có rất nhiều những thanh niên trẻ tại địa phương này lại chọn cho mình những cách làm rất khác, đó là xây dựng những vùng trồng các loại cây có mùi hương để đưa vào chế biến tinh dầu. Quay về với cách làm nông nghiệp đã có từ rất lâu đời, chăm sóc và phòng ngừa sâu bệnh hại bằng những chế phẩm hữu cơ, được cấp phép hoặc tự chế thuốc xịt côn trùng từ những hương liệu tự nhiên. Nhưng chính những việc làm này đã lan tỏa những giá trị tốt đẹp về nông nghiệp sạch, bảo vệ môi trường. Phần cuối chương trình hôm nay, mời bà con và các bạn cùng đến với ghi nhận sau, chế biến tinh dầu, nâng cao giá trị kinh tế. Nguyễn Văn Phận, chủ nhân của Châu Farm mới ở tuổi 30, sinh ra và lớn lên tại vùng đất mới Từ Liêm 2, thị trấn Nam Bang, huyện Lâm Hà. Phận cũng như cha mẹ, bà con, hầu hết chỉ quen với cây cà phê, cây dâu tằm. Sau khi tham quan một vài cơ sở bạn bè trồng cây chiết xuất tinh dầu, anh mới nảy ra ý nghĩ đất Nam Bang có lẽ cũng thích hợp để trồng những cây có mùi hương. Mày mò tìm hiểu mãi về các loại tinh dầu, về các cây có tinh dầu để chiết xuất. Năm 2017, bạn trẻ quyết tâm đào hết cà phê, bỏ dâu tằm, chuyển sang trồng những lavender, rosemary, hương nhu, sả chanh. Dấn thân vào quy trình tìm mùi hương, hiện Châu Farm đang sản xuất 8 loại tinh dầu, trong đó sản lượng tinh dầu hương thảo rosemary là nhiều nhất. Với 5 sào hương thảo, một tháng Châu Farm có thể chiết xuất 5 lít tinh dầu bằng sản lượng của tất cả các loại tinh dầu còn lại. Em về với cây tinh dầu thì trước mắt là vì một phần là đam mê, mình bắt đầu mình tiếp xúc với những cái mùi hương và cảm giác thấy thích những cái mùi hương và bắt đầu tìm hiểu sâu hơn thì sẽ thấy những cái lợi ích của nó đối với cuộc sống. Và sau này thì làm nhiều thì thấy nó cũng sẽ đem lại cái thu nhập cho gia đình, kinh tế. Thì em bắt đầu phát triển thêm nhiều về cái cây này. Ở farm em thì em trưng cất khoảng 8 loại tinh dầu. Thì một số loại như là hương nhu, hương thảo, bạc hà, sả chanh, sả java, có lavender nữa. Nhưng mà cái sản lượng lớn nhất của em là hương thảo. Còn với anh Võ Thành Luân, bắt đầu từ năm 2017, anh nghiên cứu và bắt tay vào việc chiết xuất các loại tinh dầu. Thời gian dài chú trọng đến chiều sâu, nâng cao chất lượng cho sản phẩm tinh dầu với thương hiệu Thời Thanh Xuân. Chính loại tinh dầu sả java, sả chanh, bạc hà, quế, oải hương, phong lữ, thông, nghệ, cam đều được khách hàng đánh giá rất cao. Tinh dầu giúp làm thơm, sạch không gian, có thể dùng dưỡng da, massage, tắm, trừ côn trùng, v.v. Các loại tinh dầu như thông, oải hương, sả và quế còn có thể dùng để nhỏ vào nước ấm để ngâm chân. Thì mình muốn đi về cái gì đó nó hồn nhiên thôi và nó thuộc về tự nhiên, nó thuộc về thiên nhiên, cho nên là mình mới ra những cái sản phẩm này. Tất cả các tiêu chí nó đều nương tựa vào rừng. Và ví dụ mình làm sao để mình nói được cái tinh dầu của mình nó tốt hay không thì mình phải xét nghiệm trên nhiều citro cái hàm lượng của nó. Ví dụ như hương thảo thì mình sẽ xét nghiệm nó trên verbenone. Thì là mình mới đưa ra được cái quality chất lượng. Mộng mơ là một chuyện đúng không? Văn hóa là một chuyện, nhưng nó phải nằm trên giấy tờ đàng hoàng. Cho nên bản chất tinh dầu của mình khi qua cái lớp và thương hiệu của mình thì nó mắc hơn một chút, nhưng mình tin rằng là mình phải chi cho rất là nhiều những cái thứ giấy tờ như thế này để nó có thể bền vững. Kiểm soát nguồn nguyên liệu, sử dụng công nghệ khép kín trong sản xuất tinh dầu để tạo ra sản phẩm chất lượng cao. Sau 5 năm, sản phẩm tinh dầu Thời Thanh Xuân đã nhận được những phản hồi tích cực từ người tiêu dùng. Riêng hai sản phẩm chính là tinh dầu sả chanh và tinh dầu sả java, mỗi tháng xuất ra thị trường 200 lít mỗi loại. Thứ nhất là Lâm Đồng nói chung và Đà Lạt nói riêng là một nơi mà được thiên nhiên rất là ưu đãi. Mình nhìn ở đâu thì mình cũng thấy rất là nhiều cây cỏ hoa lá, đúng không? Và mình thấy rằng là thiên nhiên đã cho Lâm Đồng quá nhiều. Và đặc biệt đó là những cái loại cây mà nó chứa tinh dầu. Tinh dầu đó là một cái gì đó nó còn đang rất là tiềm ẩn và một cái sức bật, một cái đòn bẩy rất là lớn nếu như biết khai thác. Bởi vì là Lâm Đồng quá nhiều những cái loại mà hương liệu này thiên nhiên đã ban tặng trong cỏ cây hoa lá, sả java, rồi thông, rồi đặc biệt là hương thảo. Thế thì tại sao chúng ta không khai thác những cái tinh dầu từ thiên nhiên mà thứ nhất là làm đẹp cho Đà Lạt, làm một cái điểm nhấn để nghĩ đến Đà Lạt, bên cạnh là rau này, bên cạnh là hoa, bên cạnh là thiên nhiên, bên cạnh những cái bầu không khí rồi mát lành thì lại còn một cái điểm nhấn đó là tinh dầu. Nguyễn Văn Phận và Võ Thành Luân chỉ là một trong số rất nhiều thanh niên trẻ ở Lâm Đồng có đam mê với các mùi hương tự nhiên và việc chiết xuất các sản phẩm tinh dầu giá trị cao.
Lâm Đồng với nhiều điều kiện thuận lợi về phát triển nông nghiệp sạch, đang che chở và nuôi dưỡng giấc mơ với những hương thơm nồng nàn, xây dựng nguồn nguyên liệu sạch, bảo vệ hệ sinh thái nông nghiệp, gắn với công nghiệp chế biến, liên kết tạo đầu ra ổn định cho các sản phẩm tinh dầu. Họ đang góp phần nâng cao giá trị của sản xuất nông nghiệp, thúc đẩy sự phát triển chung của địa phương.